Chào các ưng, nhìn tôi này. Chuyện gì vậy nhỉ? Các em bị phá. Chloe, không đã kiểm tra cái đó. Gì? Này ạ. Chuẩn bị chút xem nào. Xem tớ biến mình từ nhỏ đội sổ thành thiên tài toán học trong chớp mắt này. Và xong. Tụi mình phải xịt để mực không nhòe đi á. Chuẩn, như vậy là ổn. Các cậu xem này. Tay tớ chả dính gì luôn. Giờ giấu đi thôi. Tuyệt. Hú, gì đây? Nào, mở cửa ra đi. Ôi không, mình phải che lại. Chờ một chút. Trong này nóng lên hay là tại mình thế nhỉ? Đừng để phân tâm. Mình sẽ buộc cái cửa lại. Giờ cột đầu kia vào chân của bàn nào. Y như thế này. Giờ sẽ chẳng ai làm phiền mình nữa. Ủa, chuyện gì vậy trời ơi? Chờ tớ chút đi mà. Không được. Wow, nhìn cái hàm nét căng và đôi lông mày rậm ấy kìa. Mái tóc vàng ngọt ngào và đôi mắt của Ruth ấy. Ủa, mình nên làm gì đây? Cậu cần cái này nhỉ? Nước của mình. Gì? Chờ chút xem nào. Chính xác luôn. Đây là cách an toàn để bỏ giấy vào ba lô bạn. Mình sẽ dùng vài cái sticker là tình yêu của mình với toán đấy. Chắc thế. Và một cái màu xanh. Kiểm tra sáng chế này nào. Cho vào đây nhá. Ok, đỉnh. Người ta nên dựng tượng mình chứ gì. Jamie, hôm nay có kiểm tra đó. Trời, mình chưa học gì hết. Quyển số liệu lấp lánh sẽ giúp mình thôi. Mình sẽ tô đè lên ghi chú bằng bút mực đỏ. Chắc sẽ tốn chút thời gian đây. Ok, mình xong rồi. Giờ dùng thử cặp kính đỏ này nào. Wow. Kính màu đỏ lọc mực đỏ ra nên mình có thể nhìn thấy mọi thứ trên giấy luôn này. Hả? Em nói làm gì vậy? Sao lại vẽ ngoằn ngoèo lên giấy vậy? Giỏi lắm chị Mi. Em giỏi thật mà cô. Hả? Hình như kính này có hơi hiệu quả quá mức. Khiếp, mình không muốn thấy đâu. Ôi, xem cái này mới chuẩn bài này. Cô ấy hoàn hảo quá. Cô... Tớ không sao, tớ vẫn ổn. Xinh thật đấy. Bài này. Tớ có hàng này, cậu muốn mua không? Để coi. Thôi thôi. Không. Xinh quá. Đỉnh. Giờ mình có mọi thứ mình cần ngay đây rồi. Quá tuyệt. Ủa, sao câu có câu không thế này? Lại còn có cả móng chân cơ à? Cứ xem đi cô gái. Cảm ơn. Đưa cho tớ nào. Mình chơi trò này bá thật. Chơi ngoài thế này sao được? Cấm điện thoại trong lớp nhá, Jimmy. Nhưng em đâu có chơi à? Có cách rồi. Trái trái đẹp trái. Anh lấy liền này, xem tới nhé. Mình sẽ đặt nó vào lưng điện thoại. Thế lại có vật thế thần rồi. Cô ơi cô, nhìn kìa. Hả? Jimmy kìa cô. Em chào cô ạ. Chloe, đừng nhặng xị nữa nào. Nhưng đồ ăn gian. Cậu xứng đáng nhận một bộ rìa quý ông á. Giờ mới chuẩn chứ. Moro, ta đến đây. Mình biết làm gì rồi. Mèo này cũng cũ lắm rồi. Cắt một màu hình vuông ra nhé. Mình chỉ cần cái này thôi là được điểm A rồi thưa quý vị. Giờ mình sẽ viết ra những thứ mình hay quên trong này. Sẽ chẳng ai phát hiện ra phao thi của tôi đâu.
Giờ dán vào lên cái nhẫn nào. Ha ha, đỉnh. Yeah, kho báu của mình. Đỉnh chóp. Yeah. Cho tớ mượn. Tớ đồng ý. Chloe, giúp tớ với. Ok. Cậu thích tóc tớ không? Ta chả nhìn thấy gì. Tớ cho cậu xem để làm bài thôi đấy. Vẫn chả thấy. Mong là cậu không bị phân tâm. Đây là công thức mình thích này. Oops. Ô trời. Mình có cách này này. Mình sẽ cần vài cái kẹp giấy và băng keo hai mặt nữa. Giờ lột miếng dán ra. Trả đôi quân cầu vồng này nào. Dùng để cái bút đã nhá. Đỉnh. Giờ thử xem có ổn không nhé. Có nên cho bút cùng màu vào không? Ôi, thế này mới chết. Giờ không rơi nữa rồi. Cái gì thế? Không thể được sao? Nghĩ nào, Timmy. Chờ chút đã. May mà mình luôn mang theo súng bắn keo. Đến lúc làm cục tẩy đỉnh chóp rồi. Kim tuyến đến đây. Càng lóng lánh càng tốt. Nhìn đã mắt nhỉ. Sắp xong rồi. Bã cháy luôn. Thế mới là chuẩn chứ. Giờ là lúc thử dùng em bé này. Chết. Kẹo này. Ew, kẹo gì ghê quá đi. Bài này khó kinh. Làm như phỏng vấn cho NASA ấy. Vậy thì làm sao mà mình làm được? Mình chả biết. Này, biết tuốt. Tớ giúp cậu nhé. Đưa tay đây nào. Tại sao? Đặt lên đây. Để tớ thực hiện ảo thuật nhé. Ok, lấy tay ra đi. Boom. Giờ mình chỉ cần một chút keo ở cạnh dưới thôi. Thuyết, giờ cậu có hệ thống tính toán đỉnh chóp rồi. Phát xem sao. Khỏi phải cảm ơn. Ok, để tớ coi thử. 10-2 nè. Là gấp 2 ngón xuống phải không? Giờ đến lúc đếm số rồi. Chuẩn, mình biết rồi. Còn 8 ngón tay thôi. Xong. Đập tay nào. Đập tay. Đập nó. Mình xinh nhất top top chứ đùa. Cậu xinh nhất trong lòng tớ. Đúng thế đấy. Ôi không. Mình phải dọn dẹp thôi. Ok, hàng đây rồi. Nhìn như Venom nhưng màu vàng. Mong là không ổn nào như Venom. Làm gì có chứ. Venom thật sẽ ăn mình ngay. Nhìn nó có giãn chưa này. Trời mãi không chán hả. Wow. Ok, bắt tay vào dọn dẹp đống vụn này thôi. Với cục slime này thì dễ như không ấy mà. Cực kỳ thư giãn và đã tay luôn. Sắp xong rồi á. Đỉnh. Cảm ơn nhá. Gì vậy? Selfie nào. Đặt điện thoại ở đâu được ta? Không được rồi. Bực quá đi mất. Đưa cho tớ mượn nha bạn Hiền. Này, vòng cổ của tớ mà. Giờ mình sẽ gặp nó bằng sức mạnh She-Hulk của mình. Làm theo hướng dẫn nè. Đồ kê siêu xịn sò này. Cười lên nào. Mình không giỏi toán, nhưng làm thủ công thì siêu đỉnh. Mình còn xinh nữa. Ủa? Timmy. Trời. Nói thật đi nào, các cậu đã từng thấy cô nàng nào xinh hơn chưa? Mình có ý tưởng này. Sắp hôn nhau này, như mình và Chloe đấy. Thêm chút màu hồng nữa, màu tình yêu đấy. Cho cậu ấy thấy mình vẽ đẹp như thế nào thôi. Nếu các cậu nghĩ màu này xấu thì thực sự là vậy, nhưng đừng làm tuột mút. Đỉnh. Thử kỹ năng máy bay của mình thôi. Ok, tính toán đường bay nào.
yeah, chuyển thôi. Bay đi xa xa nào. Cái gì vậy? Yêu Timmy. Xin lỗi. Em thi trượt rồi đó. Ôi không, giờ sao? Ok, đến lúc thay đổi lịch sử rồi đây. Tổ chữ S to đùng này bằng bút chì. Giờ cẩn thận lột băng keo đi. Thấy không, nó biến mất rồi. Xin. Tan tan. Giờ thêm một con điểm đẹp vào nhá. Với lại không cần kiểm tốn đâu. Đỉnh. Tớ bị điểm B. Mình phải giúp cậu ấy. Chán thế không biết. Đừng lo cái à. Súng bắn kèo của tớ có thể thay đổi lịch sử đó nha. Đừng tiết kiệm. Thêm nữa nào. Sắp xong rồi đấy. Chuẩn bị đi. Mẹo này sẽ được mình truyền lại cho con cháu. Điểm B biến rồi. Mình thay con điểm khác xứng đáng hơn nhá. Chloe, tặng cho cậu này. Cảm ơn Timmy. Tuyệt. Cậu ấy cu te nhỉ. Các cậu có nghĩ như tôi đang nghĩ không? Đưa đây. Đỉnh chóp. Ok, viết tin nhắn lên vỏ chuối thôi. Các cậu biết tin gì mà. Timmy, cho cậu nè. Cảm ơn, tớ đang đói xỉu luôn. Timmy, xem vỏ đi. Tớ thích cậu. Chào bạn đẹp trai. Sinh lại rồi này. Gì vậy bạn tôi? Cậu có ổn không? Ổn. Tình yêu đến rồi ha. Quay TikTok thôi. Xịn ghê. Cậu làm bể tường rồi kia nhỏ nghèo. Wow, đây là đâu vậy? Là sao ta? Chả biết, chắc là phòng bí mật. Cứ giữ bí mật đi gái. Đừng nói là có nhện ở đây nhá. Tớ không ghét cậu đâu Tom Holland. Ôi, không. Yêu. Cậu sợ bóng tối không? Tớ thì có đấy. Sao tối thui thế này? Tôi cần một cửa sổ, nhanh nhá. Hả? Gì? Đây nè. Vâng thưa cô. Xong rồi. Tuyệt lắm, anh dọn luôn nhá. Mở đi nào. Thế này thì sao nè? Tôi sẽ làm mọi thứ cô yêu cầu luôn. Bắt tay vào làm thôi. Nắng tốt cho da hơn nha. Đây là bên của tớ. Đừng có mà lấn mất. Bên tớ đây nè. Đường bước qua. Bên của tớ xịn hơn bên của cậu nên tớ chẳng quan tâm nhé. Để coi. Để xem mình có cái gì nào. Không cần cái này đâu. Bắt tay vào làm thôi. Lại đây nào. Vẽ một đường xéo xem nào. Giờ mình cần kéo của mình. Bật chế độ Harley Quinn lên thôi. Thế là xong. Có gì đó thiếu thiếu. Xem đây này. Nghe thấy tiếng sóng luôn cơ. Và giờ party thơ mộng này. What? Một chút ấm cúng thì tuyệt đấy. Nhưng lạnh tí cũng thích. Cơ hội đây rồi. Tuyệt vời. Hơi bị được luôn. Cái này. Ouch, đau quá. Phải cho cậu ấy thấy trang trí là như nào. Làm vàng rơi như mưa nào. Đúng kiểu Art Deco. Cứ như có Gatsby đâu đây á. Qua bên mình rồi. Quẩy lên thôi. Đâu nhỉ? Đỉnh của chóp luôn. Để xem nào. Mình là nữ siêu nhân.
giờ vui đây. Không phải vàng, nhưng kệ chứ, vẫn cực kỳ sang chảnh. Tuyệt. Quá dễ. Eo, nhìn que mùa ghê. Có gì thiếu rồi ạ? Đi nào. Mình biết phải làm gì rồi. Ủa? Nhìn đúng là xinh lắm luôn. Cậu phải làm như thế chứ. Hay là... đúng là một ý tưởng bá cháy. Vật mốt Picasso nè. Rác của người ta chính là kho báu của mình, nhưng đám bạn trai cũ thì khác nha. Tô trái tim này thật xinh nào. Tuyệt. Sao cậu dám? Mình phải làm gì đó. Nhanh nào. Mọi thứ sẽ sặc sỡ lắm đây. Mong là gái thích màu hường, tuy là hơi xến xúa một chút đó. Đổ ra xem nào. Đừng kêu nha, nữa đi. Xịn quá, trông được đó. Nãy giờ mệt quá, nghỉ ngơi xíu thôi. Ủa? Đừng nói là mông mì dính sơn nè trời. Dính đòn nha. Chờ chút nào. Là một trái tim. Để mình thêm chút tình yêu lên bức tường này nào. Hoàn hảo. Mọi người có cảm thấy dễ thương không? Xem bức tường này nè. Cậu vừa mới. Xong rồi nhá. Mà còn thiếu gì đó nè. Vậy chưa đủ đâu. Để xem nào. Wow. Mình còn nhiều lắm nha. Wow, đẹp quá má ơi. Mình sẽ làm đỉnh hơn. Thử mình thích nè. Đúng thứ mình đang cần luôn. Giờ lấy một giải này và keo khô nữa. Vết chút keo lên đầu giải. Giờ nối hai đầu lại. Ống nhòm nè. Cứ như phép màu vậy. Đỉnh của chóp. Mình là nữ hoàng ở đây. Cái đồ. Chống mắt lên này. Wow, mình đã nối lại hết rồi. Wow. Cậu chẳng làm thế này được đâu. Sang chảnh ghê. Thêm đèn nào. Mắt của tôi. Sao nóng vậy ta? Đeo kính nè. Hiểu rồi. Ew, nhà bừa bộn dã man. Mình cần chỗ để ngồi nữa. Lại đây coi. Trải lên trên này. Và chiếc gối ấm áp nữa. Ngon lành. Thử phát coi sao. Mình cũng thích sofa. Để xem mình có cái gì nào. Một đống đồ vô dụng hả? Thần thủ công không phù hộ mình rồi. Xem này má. Tuyệt thật ý. Mình hơi bị hết hơi rồi. Nhưng kết quả cực kỳ bá cháy. Giờ uống sinh tớ thôi. Hết hơi rồi nè. Tuyệt quá, đỉnh ghê. Xong. Thoải mái và hay ho ghê. Yêu cực. Bóng bay hay ho. Nhưng nếu nó bể thì buồn lắm ha. Là máy bay hay chim chóc vậy? Hãng hàng không Ginger là đỉnh nhất. Còn gì thiếu nữa vậy ta? Ôi không, mình phải thay đồ phát. Alfred. Tôi đây thưa cô chủ. Cho lui. Dạ vâng ạ. Cũng được. Thử phát nào. Trông mình sang trọng như mọi khi luôn. Quá trời đỉnh như mình vậy. Mình phải thay cả giày nữa nè. Hả? Yeah. Giờ mọi thứ hoàn hảo rồi. Hình như mình nhìn thấy người sao hỏa. Tôi có thể làm cái gì đó xịn hơn nhé. Wow. Tránh ra nào bé cây. Em là của chị. Đi với chị nào cưng. Nhìn vậy mà cũng nặng phết nhỉ. Ôi không. Chả cần cái này đâu.
bắt đầu triển khai nào. Xíu làm cái này sao? Giờ quẩy thôi. Chúng ta sẽ tắm cho cô nàng bằng màu hương này. Mình đúng là nhà thiết kế thiên tài. Còn thiếu gì đó? Hôm nay may quá đi. Đúng là một khoảnh khắc tỏa sáng á. Nhìn mới đẹp làm sao. Và giờ là trả thù. Vàng luôn là số 1. Ta đến ẩn não đây. Và vàng nữa. Ew, nhìn phèn dã man. Nhìn này. Hoàn hảo. Ginger, giúp tớ với coi. Nặng lắm luôn á. Còn cậu thì khỏe như voi. Ủa, sao tớ phải giúp cậu vậy? Năn nỉ đó. Nhìn tớ mắt dễ thương ấy kìa. Cái này nè cậu. Ok, để tớ khởi động cơ bắp đã. Làm được rồi, mình siêu khỏe. Tớ phải thở chút xíu đã. Làm tốt lắm. Giờ cậu giúp tớ nhé. Tớ mệt quá đi. Xỉu ngang. Cậu, con tớ. Ok, biến đi. Đi chưa vậy? Màu xám nhìn u tối quá. Phải thay đổi xíu nè. Wow, vàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Sao mà gió to vậy ta? Lan ở đâu ra vậy? Sao xong rồi này? Cái gì? Cái bánh xe nữa mất rồi hả? Em cảm ơn thầy hiệu trưởng. Hơi sai trái tí nhưng mà do hoàn cảnh thôi. Bắt đầu nào. Mình có kế hoạch rồi. Xem cái này nè. Phải làm em dễ thương xíu. Chà, đúng là hoàn hảo để làm thủ công rồi. Và đây, Poison Ivy không là cái đinh gì luôn. Đổ hết vào luôn nè. Điểm nhấn nữa đây. Cuộc tìm kiếm cái bàn xịn sò chưa dừng lại đâu. Cho em xin miếng nhé anh chị. Chẳng được nhờ. Đi với chị mày nào. Cẩn thận nè. Có chuyện gì đấy? Tại sao lại thiếu một miếng vậy? Đừng làm thế ở nhà nha các bé. Thế là xong à? Cái bản duy nhất đó giờ. Nhưng không phải là vàng. Alfred, tôi cần có gương. Cô chủ đây ạ? Cô cần gì nữa không nhỉ? Có, tôi đói lắm rồi. Lấy món tôi thích. Đây, thưa cô chủ. Cảm ơn. Để thử xem nào. Bụng mình gầm lên như khủng long luôn. Đói như con sói rồi á. Ai cần đồ ăn khi bạn có đồ trang điểm chứ? Cơ hội là đây nè. Mình chính là thứ xinh xẻo nhất. Cậu ấy không nhìn. Cơ hội là đây nè. Dùng cái này làm gương nè. Đến lúc thực hiện thủ công rồi cả nhà ơi. Trang trí tuyệt đỉnh. Vào đây nha. Mình đúng là nghệ nhân thủ công. Nữ nghệ nhân mới chuẩn chỉnh chứ. Xinh quá. Xong. Ủa, đĩa của mình đâu? Xem con nhỏ nghèo kìa. Làm gì thế không biết. Sao cái gương đó giống đĩa của mình vậy? Kệ xử đi. Cậu nhìn nhầm rồi bạn yêu ơi. Có gì sai sai á? Mình cần lò sưởi. Ôi không, bố khóa thẻ mất rồi. Thế là hết. Alfred, tôi rất tiếc thưa cô. Vậy là sao? Ủa, chờ chút. Nghĩa là mình tự do. Alfred. Cái này hay ghê. Ủa, gì đấy? Mọi người bỏ mình rồi. Hay mình giúp cậu ấy nhỉ? Tự mình làm lò sưởi nhé. Làm chung ấy. Ở bên sao? Cậu, đúng vậy. Cảm ơn cậu. Đây là hộp thủ công của tớ.
Hay ghê. Tự mình đặt một miếng giấy đen lên sàn và dùng miếng rửa chén để tạo ra hình giống viên gạch. Nhấn mạnh nha. Yay! Làm được rồi. Và giờ có lò sưởi rồi. Vẫn còn keo nữa nha. Và chút màu xịn sò. Bắt đầu thế nào. Nhìn đây này, cực kỳ vá cháy luôn. Xem tụi mình làm được cái gì này. Tớ sẽ nướng marshmallow cho cậu. Cắm vào nè. Cảm ơn nhá. Sao không chảy ra vậy? Ngã rồi. Gì có màn hình to hơn nhỏ. Tôi có thể làm máy chiếu á? Đợi xíu. Gì? Máy chiếu hả? Ở đây. Hộp cuối cùng của tớ nè. Tuyệt vời. Mình là bọ cánh cứng. Và giờ mình cần một cái hộp. Tớ có hộp nè. Để tớ xử lý cho. Chuẩn. Biến dùng đi. Đứng chỗ này luôn. Giờ đặt thấu kính ở đây nè. Và đây. Giờ tụi mình có giảm tại gia rồi. Chào Mac. Sáng quá. Như vậy mới được chứ. Mong là cậu có bỏng ngô. Đây nữa. Yay. Tuyệt vời. Come on. Yes, honey. Mình mơ thấy mình nghèo á. Ủa? Có mơ đâu. Tớ muốn quay TikTok quá. TikTok hả? Nhưng tớ nhìn sâu quá. Coi tớ này. Thật, tụi mình phải đổi quần áo cho cậu thôi. Tớ có ý này. Tớ là ảo thuật gia đó. Đỉnh của chóp rồi. Xem nè bồ. Tớ cũng làm thủ công á. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Giờ là chút son phấn xịn sò nè. Wow. Nhìn tớ ổn không? Trông cậu trên cả tuyệt vời á. Giờ tụi mình quay TikTok nha. Wow, nhìn tụi mình ngoằn ngoèo trên này. Vậy mới là tiệc chứ. Quẩy đi gái ơi. Lắc cái chân nè. Hey cô mình, con người sắp bị phát rồi đấy. Để xem trong này có gì nào. Hai em đang bày tiệc hả? Cái gì? Phòng bị sao thế này? Em bị phạt. Như vậy thì tụi nhỏ mới biết tại mình. Nhưng mà nhìn cũng ổn đáp chứ hả? Cái gì đây? Xem thôi nào.